Các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta một cái chuyên đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10. Phần trắc nghiệm số 2. Như vậy phần trắc nghiệm số 1 chúng ta đã làm 50 câu, bây giờ sang phần trắc nghiệm số 2. Ta sẽ làm tiếp 50 câu. Chuyên đề trắc nghiệm này gồm 3 phần, phần 1 đã làm và phần thứ 2. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm tiếp. Trong cái phần này thì ngoài cái vấn đề cung cấp cái đáp án cho chúng ta thì thầy sẽ cung cấp lại một số cái cấu trúc ngữ pháp nếu cần thiết để chúng ta nắm lại. Các bạn có thể theo dõi hết clip này và phần 1 hoặc là phần 3 các bạn có thể vào cái phần mô tả của video. Các bạn vào cái đường link của các phần khác để các bạn theo dõi. Bây giờ chúng ta đi vào cái câu số 51. Câu đầu tiên của phần thứ 2. Ở đây chúng ta để ý cho thầy này. Ta nhìn vào đây ta thấy người ta đang sử dụng cái cấu trúc use to này. Sau use to là một động từ nguyên thể. Như vậy ở đây ta sẽ dùng đáp án A. Câu số 2. Cái từ depend thì bao giờ nó cũng sẽ đi với một cái giới từ, đó là giới từ on. Đây thầy cung cấp công thức luôn này. Thì chuyển sang tiếng Anh thì chúng ta chữ nó dễ. Depend on something hoặc là somebody. Phụ thuộc vào ai đó hoặc phụ thuộc vào một cái điều gì đó thì chúng ta dùng depend on. Như vậy nếu như sau khi mà đã có cái cấu trúc này rồi thì các bạn thấy cái đáp án mà chúng ta lựa chọn đó là đáp án B. Câu tiếp theo này. Tôi đã không ăn ở cái nhà hàng đó. Như vậy đây là phủ định của thi hiện tại hoàn thành. Như vậy phủ định của thi hiện tại hoàn thành thì ở đây đối với cái số năm mà người ta đã đưa ra cụ thể là 2 năm này, chúng ta sẽ dùng giới từ for được 2 năm. Tiếp theo, chúng ta sử dụng với động từ has. Thì thầy sẽ cung cấp tiếp cái công thức này để cho những bạn mà các bạn quên thì các bạn nắm lại này. Has somebody. Thì chúng ta sẽ cộng với cái động từ của nó sẽ là to verb hoặc là not to verb. Có nghĩa là yêu cầu ai hoặc bảo ai hoặc là khuyên ai đừng có làm cái việc gì thì chúng ta dùng cái cấu trúc này. Bây giờ căn cứ vào đây thì chúng ta thấy là not play là loại này, not to play ổn này, hai cái sau này cũng loại luôn này. Vậy ta chọn đáp án B theo công thức. Câu 55 này thì lại là một câu rất là dễ. Các bạn nhớ cho thầy là sau giới từ thì động từ luôn luôn ở dạng danh động từ, dạng verb in. Vậy câu này ta sử dụng đáp án A. Less. Sau less là động từ nguyên thể. Như vậy ta dùng động từ go. Ta hay nói là let's go. Tiếp theo, nó có một cái cấu trúc. Cấu trúc này thầy cũng đã nhắc chúng ta rất nhiều lần. Thầy sẽ nhắc lại một lần nữa và hy vọng rằng các bạn sẽ không quên được cái công thức này để chúng ta làm bài này. Spend cộng với, ở đây sẽ đặt time hoặc là money. Thì đằng sau này chúng ta sẽ cộng với một động từ dạng đuôi ing. Sử dụng thời gian hoặc tiền bạc để làm một cái công việc gì đó. Như vậy ở đây thì khi mà đã có công thức rồi thì chúng ta thấy là đáp án mà chúng ta cần sử dụng đó là đáp án C, watching. Bạn không nên dùng nhiều thời gian để xem TV. Câu 58. Này, câu này nó là các cái đầu câu hỏi nhé. Đầu câu hỏi này. Nhưng các bạn để ý vào cái câu người ta trả lời này. 3 times a week, 3 lần một tuần. Như vậy thì chúng ta sẽ biết là người ta hỏi về cái tần suất bạn chơi cái môn thể thao nó như thế nào. Như vậy đối với cái dạng câu hỏi này ta dùng how often. I wish I play volleyball well. Tôi ước là tôi có thể chơi cái môn bóng chuyền tốt. Như vậy câu này là câu điều ước ở tương lai. Như vậy ta dùng would. Câu 60. He told me he
Leave the city the following day. Ta để ý vào cái từ the following day trong cái câu chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp. Thì following day thì câu này chúng ta sẽ phải dùng đáp án D. Tại sao chúng ta phải dùng cái đáp án D? Bởi vì khi mà chúng ta chưa chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp nha, khi nó đang là câu trực tiếp thì chắc chắn cái chỗ này nó sẽ là next day hoặc là tomorrow này. Khi chuyển sang rồi, cả khi chưa chuyển thì next day hoặc tomorrow thì nó sẽ dùng là will cộng với have và to, và khi chuyển lùi một thì nữa thì nó thành would have và to. Câu tiếp theo chúng ta gặp một cái cấu trúc của từ show that và subjects that. Thì cái này thầy sẽ cung cấp cấu trúc, và sau khi có cấu trúc thì các bạn sẽ thấy luôn cái đáp án của câu này. Cấu trúc thứ nhất, người ta dùng show này cộng với tính từ nhé, cộng với that và such thì nó sẽ cộng với này hoặc là có thể là an, cộng với tính từ, cộng với danh từ và sau đó mới cộng với that. Như vậy thì ở đây ta thấy là trong cái câu này thì cái này là chính là tính từ này. Như vậy đây ta sẽ dùng sau. Nhà hàng thì nổi tiếng với việc phục vụ những cái món ăn rất là ngon, ngon nhất. Đây câu này là liên quan đến từ vựng này. Các bạn dùng cái knowledge là về kiến thức này. Reputation là sự nổi tiếng này. Sound là âm thanh này. Và information là thông tin này. Như vậy câu này các bạn dùng đáp án B, sự nổi tiếng. There is a small bamboo at the entrance to the village. Câu này ta dùng từ forest, có một cái rừng tre nhỏ ở trên lối đi vào ngôi làng. Làng tôi cách Hà Nội khoảng ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 120 km. Như vậy đây ta sẽ dùng dưới từ to. Đây là thì hiện tại hoàn thành. Chúng tôi đã sống ở Hà Nội được 4 năm. Đây ta sẽ dùng dưới từ for. Tôi ước là bạn thăm chúng tôi vào một ngày nào đó. Như vậy đây là tương lai. Điều ước ở tương lai. Ta sẽ dùng đáp án D, auspicious. Nếu bạn muốn qua kỳ thi thì bạn phải học hành chăm chỉ hơn. Câu này là câu điều kiện loại 1. Câu điều kiện loại 1 thì ở đây thầy sẽ sử dụng cái chỗ này là will Nga ước cô ấy sẽ có cơ hội để đi nước ngoài. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái câu điều ước ở tương lai. Ta sẽ dùng là would Ông ấy là một cái nhà biên tập của một cái tạp chí chính thức của Việt Nam. Như vậy đây ta dùng từ editor. Bạn tôi tới viện bảo tàng một tuần trước. Như vậy là quá khứ đơn. Quá khứ đơn thì động từ thì ta sẽ chia ở đáp án B. Thu và Lan là bạn thân được 2 năm. Ta để ý vào cái từ này. Đó, như vậy đây phải là thì hiện tại hoàn thành. Thu và Lan thì là số nhiều bằng chủ ngữ they, ta dùng have và been. Câu 73. Singaporean, đây là những người Singapore. Họ đến thăm trường của chúng tôi vào năm ngoái. Để ý từ last year này. Như vậy đây là quá khứ đơn. Đây ta dùng hai cái này đều quá khứ đơn cả. Rồi ta sẽ sửa lại một đáp án này. Ta sẽ sửa lại một đáp án nha. Ok. Như vậy thì đáp án của câu này chắc chắn là đáp án B rồi. Chúng tôi thăm nước Malaysia vào năm ngoái. Quá khứ đơn luôn. Đáp án câu này ta dùng đáp án A. Này ta lại gặp lại cấu trúc used to này. Thì used to thầy đã nói rất nhiều lần là động từ nguyên thể rồi. Đấy ta dùng want somebody to do something. Muốn ai đó làm gì? Would you like, sau would you like dùng to verb. Người ta dùng đáp án C. Bạn có muốn thăm đất nước của tôi không? Này, tiếp tục thì hiện tại hoàn thành này.
Như vậy cái 50 câu của phần này ta ôn rất nhiều về phần thì nhé. Đặc biệt là rất nhiều lần chúng ta gặp lại quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Đấy, từ for này, for a long time, được khoảng một thời gian dài như vậy. Câu này ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Đáp án của nó là đáp án này. Cái đáp án này không dùng bởi vì cái động từ see này chưa chuyển sang phân từ hai. See phải chuyển sang seen. Tôi và Kenny này. Pample friends, đây là bạn quá thư từ khi này. Rồi, ok, cái câu này thầy sẽ nhắc lại chúng ta một lần nữa cái cấu trúc của câu này này. Nếu mà ta có một cái từ đứng giữa này, hiện tại hoàn thành này, thì sẽ cộng với seen và cộng với cái đằng sau là quá khứ đơn nha. Cứ nhớ cho thầy là có cái từ xin ở giữa đấy. Thì đằng trước sẽ là thì hiện tại hoàn thành và đằng sau là thì quá khứ đơn. Như vậy câu này ta sẽ dùng đáp án của câu này là đáp án A. À sorry, đáp án C. Câu 79 này. My children are lucky to have a chance. To be cộng tính từ thì đằng sau là to verb. Đây, thầy lại cung cấp tiếp cái công thức tiếp này. Chủ ngữ này cộng với to be cộng với tính từ thì đằng sau này có động từ, chúng ta sẽ dùng động từ dạng to verb. To verb. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng đáp án D. Ok. Những cái công thức mà thầy cung cấp là chúng ta phải ghi lại nha, ghi lại để nhớ. Thầy đã nhắc rất nhiều lần rồi đấy. Chúng ta phải khi chúng ta học là chúng ta phải có bút, chúng ta ghi lại những cái cần thiết. Các bạn tạm dừng cái video lại, các bạn ghi xong các bạn bật lên, và hoặc khi các bạn muốn làm thì các bạn dừng lại, các bạn làm trước, sau đó các bạn theo dõi đáp án sau. Sau động từ enjoy là verb in này, cái này thầy nhắc nhiều rồi, thầy không ghi công thức nữa. Tiếp theo cấu trúc used to này. Used to thì ta dùng động từ nguyên thể, ta dùng đáp án C. The kid này. Câu này ta dùng thì hiện tại hoàn thành. How often? Ta lại để ý vào cái câu trả lời này sau. 2 lần một tuần. Như vậy câu này người ta hỏi về tần suất các bạn chơi thể thao như thế nào. Như vậy ta dùng là how often do you play sports? Tại đơn. How long you for me? For an hours. Bạn đã đợi tôi được bao lâu? Với cái dạng câu hỏi how long nhé, thì chúng ta thường dùng thì hiện tại hoàn thành. Ta dùng have waited since the đây, câu này là thì hiện tại hoàn thành luôn. Câu 86, in some country. Ở một số nước thì mặc đồng phục là bắt buộc ở trường học. Như vậy ta dùng danh động từ làm chủ ngữ. Phụ nữ Việt Nam tự hào về tà áo dài. Đấy, dùng hiện tại đơn. Phụ nữ Việt Nam có thể tiếp tục mặc cái mẫu áo dài truyền thống. Như vậy continue to. Bà said he some good marks seems met before. Như vậy câu này là quá khứ hoàn thành. Từ zin thì đến từ một cái loại nguyên liệu mà nó xuất xứ từ châu Âu. Như vậy ta dùng là was made in Europe. Những cái kiểu dáng khác của quần jean được thiết kế như vậy, đây nó sẽ là quá khứ đơn, dạng bị động của thì quá khứ đơn.
Đây thì hiện tại hoàn thành của câu bị động. Như vậy đây ta dùng là has been modernized. Cái mẫu áo dài đã được hiện đại cách tân trong khoảng thời gian nhiều năm. Một cái bệnh viện mới sẽ được xây dựng vào năm tới. Như vậy đây là câu bị động của thì tương lai đơn. A loại này, B này, C hiện tại hoàn thành loại này, D thì tương lai nhưng nó không phải là câu bị động và đáp án duy nhất của chúng ta là đáp án B. Hàng hóa, lương thực được đưa thẳng tới chợ bởi những chiếc xe tải. Như vậy là câu bị động và trong này thì chỉ có một câu duy nhất là câu bị động, đó là đáp án C, can be delete. Ngôi nhà đã được xây lại sau trận hỏa hoạn. Như vậy hazard to be rebuilt. Câu số 96, tất cả các bài tập ở nhà nên được làm ở khi ở nhà. Suốt. Như vậy câu này là câu bị động này, A và D không phải là bị động ta loại này. C và D và đáp án của câu này là đáp án C. Should be cộng với động từ phần thứ hai chứ không phải là should be cộng với verb in. Câu 97, application form, đây là cái đơn xin việc. Cái đơn xin việc được gửi, hoặc là đơn xin việc hoặc xin học được gửi tới trường đại học trước ngày 31 tháng 5. Như vậy là nó cũng là cái dạng bị động. Sorry. Nó phải là bị động của đáp án này. Vì sao lại đáp án này? Vì cái hai cấu trúc gần như giống nhau nhưng cái động từ chỗ này là chưa chuyển sang phần thứ hai. Traffic rules, cái luật giao thông phải được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Như vậy là must be followed, bị động. Được khuyến khích để tham gia các cái hoạt động sau giờ học. Như vậy là đây là câu bị động. Với từ student này số nhiều thì ta dùng đáp án C. Lan thích xem tivi sau bữa tối phải không? Như vậy đây là câu hỏi đuôi. Động từ enjoy này ở khẳng định thì ta dùng đáp án B. Ok, như vậy là ta đã hoàn thành phần thứ hai của cái chuyên đề câu trắc nghiệm trong đề thi tuyển sinh lớp 10. Và trong đề này thì các bạn thấy là chúng ta ôn tập rất nhiều câu về thì của động từ, một số câu về dạng của động từ và một số những cái dạng giới từ khác. Các bạn theo dõi và các bạn làm bài trước khi mà các bạn theo dõi đáp án để chúng ta nắm được cái cách làm cũng như là ôn tập thật tốt chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Xin cảm ơn tất cả các bạn và các em.